Xin chào mọi người, đây là cây nhãn hương chi của mình. Sau 30 ngày mình đã tưới thuốc xử lý kích thích ra bông. Lú bông hay đều hết, mà mưa quá trời nhiều, không biết là được bông nó có dài ra hay không, hay là nó ngắn. Đây là lần đầu tiên mình xử lý cái thuốc này. Lú rất là đều, hầu như đợt nào cũng có lú bông hết. Cái bông này sau này nó đậu được nhiều hay không thì cũng chưa biết luôn. Mình chỉ quay lại để sau này làm tư liệu thôi. Giọng xử lý thì bông ra nhiều, cây này mình trái cho nhiều cũng số lượng trái, như thấy số lượng bông vậy thì hy vọng là trái nó sẽ nhiều. Tưới thuốc đúng 30 ngày rồi, mưa liên tục cộng thêm triều cường lên, không biết ảnh hưởng gì tới bông hay không. Rồi, xin cảm ơn các bạn.